Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia Wallet để có cơ hội ăn chia tổng giải thưởng 80.000 đô tốc cần có hiệu là Serra nè các bạn. Đây là phiên bản beta sắp đi vào hoạt động chính thức đó các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Mở link form các bạn, nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nữa. Đây là một kèo cũng là khá là ngon đó các bạn. Các bạn follow Twitter các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nữa các bạn. 80.000 đô la khá là lớn luôn mà. Rồi bấm vào continue nữa các bạn. Rồi tiếp tục bằng retweet nè. Rồi vào đây thì các bạn like nè. Thích nè các bạn. Rồi các bạn tweet đây các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up nữa nè. Rồi các bạn bấm vào continue. Tiếp tục bạn join code này, join code sao các bạn. Giờ bạn bấm join sale community đi các bạn. Click here nè. Bạn Telegram nữa. Rồi các bạn join sao con bot đó nè các bạn. Rồi các bạn để không có cấp xa. Public sale qua các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh trên. Rồi các bạn điền là username Telegram của bạn các bạn. Telegram. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè, bạn nhấp ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username mình nha bạn. A cộng anh 4 số 3. A cộng anh 4 số 3. Đây ba, 4 số 3 các bạn bấm continue. Tiếp tục các bạn share website của nó. Website này các bạn chỉ xem qua là được rồi các bạn. Web 3.0 là dự án của nó nè các bạn. Robber, Gmap đàng hoàng. Rồi các bạn bắt up lên rồi. Rồi bạn bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào Discord trên đây nè. Bấm vào thằng server. Rồi các bạn mở Discord của mình ra nha các bạn. Các bạn chấp nhận là mờ nè các bạn. Trên Discord thì các bạn bấm vào thăng về server event nè các bạn. Phải không ta? Đúng rồi. Rồi bạn bấm vào đây nha các bạn. Thì các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn mờ vài người bạn đi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn chat một câu đi các bạn. Good, I drop. Bấm Enter. Sau đó thì các bạn trở về cái link form của mình nha các bạn. Rồi bạn bấm Continue. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào invite code này, các bạn copy cái link dép này mình chia sẻ cho bè những người thân nha các bạn. Hiện tại chưa lock. Sau đó thì các bạn gửi địa chỉ RC10 trên chocolate của các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn dán vô đây nè. Rồi bấm continue. Rồi sau đó các bạn nhập email của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue các bạn. Rồi các bạn mở mail ra có email thì các bạn complete mail, không có email thôi các bạn. Chứ không có email rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình lấy góp ăn chia tổng giải thưởng là 80.000 đô la tốc cần sale đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.